Thế nên chủ đề thứ hai đây là hạ đường huyết không nhận biết và cũng máu không nhận biết bệnh nhân đái tháo đường. Tôi thường nói là hạ đường huyết. Hạ đường huyết là một cái tai biến điều trị rất phổ biến. Rất phổ biến trên bệnh nhân đái tháo đường. Đấy. Có thể nói là một phần tất yếu của bệnh nhân đái tháo đường khi ta điều trị. Có lẽ là chỉ khi nào chúng ta sử dụng được tụy nhân tạo hoặc là ghép tụy hoặc là ghép tiểu đào thì chúng ta mới tránh cái hạ đường huyết thôi, còn nếu chúng ta vẫn tiếp tục điều trị và có thuốc hạ đường huyết thì đương nhiên là vẫn có thể hạ đường huyết và chúng ta chỉ có thể giảm thiểu thôi chứ không thể tránh được một cách tuyệt đối, bởi vì các thuốc nó không hoàn hảo, các thuốc điều trị đái tháo đường nó không hoàn hảo, nó không thể điều tiết tự điều tiết theo cái tình trạng của đường máu được. Do đó chúng ta điều trị bệnh nhân đái tháo đường thì nguy cơ xảy ra hạ đường huyết là rất là cao đấy, và đặc biệt là cái hạ đường huyết không bị có máu không nhận biết ấy, thì nó là một cái tình trạng rất là đặc biệt trên bệnh nhân đái tháo đường và nó có những hậu quả, nó gây ra rất nhiều cái hậu quả. Thì đầu là bài này hôm nay gồm có phần sau. Thứ nhất là cái phần đương nhiên là về hạ đường máu thì phải có phần đầu tiên về đại cương về hạ đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường. Vấn đề thứ hai là về khái niệm về các yếu tố nguy cơ, tỷ lệ của hai cái không triệu chứng và hạ và suy giảm nhận biết hạ đường huyết. Thì khái niệm ở đây nó hơi là nhiều khái niệm, đôi khi ta có thể nhầm lẫn với nhau. Ví dụ như hạ đường huyết không triệu chứng, vấn đề hạ đường huyết suy giảm nhận biết hạ đường huyết hay hạ đường huyết không nhận biết thì cũng khác nhau hay giống nhau như thế nào. Đó. Thứ ba là hậu quả hạ đường huyết không triệu chứng và suy giảm nhận biết hạ đường huyết, và cuối cùng nữa là chẩn đoán và điều trị dự phòng hạ đường không triệu chứng và suy giảm nhận biết hạ đường huyết. Nhưng có lẽ trong bài này tôi sẽ tập trung chủ yếu vấn đề về hạ đường huyết không nhận biết thôi, không nhận biết thôi. Về định nghĩa hạ cục máu hay hạ đường huyết ấy, ta định nghĩa là cái là hạ đường huyết trên lâm sàng là nồng độ glucose huyết tương thấp tới mức gây ra các triệu chứng hoặc các dấu hiệu lâm sàng bao gồm cả vấn đề suy giảm chức năng não. Đấy. Đây là định nghĩa của Hiner, một trong những chuyên gia hàng đầu về đái tháo đường của đại đường Mỹ. Thì đây là định nghĩa hạ cục máu nói chung nha. Và cái chẩn đoán hạ đường huyết thì được căn cứ vào cái tam chứng bốn phần. Ở đây gồm có thứ nhất là có triệu chứng hoặc có dấu hiệu lâm sàng của hạ đường máu. Nói xong, cái triệu chứng của dấu hiệu là gì? Ở đây tôi xin nhắc lại là ở đây thì theo tiếng Anh ấy, cái triệu chứng ở đây thì ta gọi là cái triệu chứng mà gọi là cơ năng hay chủ quan đấy. Thế còn các dấu hiệu ở đây thì là các triệu chứng khách quan. Đấy. Cụ thể mà bác sĩ mà khám phát hiện đấy nhá thì tiếng Anh người ta dùng cái từ dấu hiệu tức là cái triệu chứng cụ thể, triệu chứng khách quan mà bác sĩ phát hiện thấy khi thăm khám. Thế còn triệu chứng thì là cái triệu chứng cơ năng hay triệu chứng mà bệnh nhân cảm nhận được, nhận biết được. Cái đầu tiên có triệu chứng này và hai đường huyết, thứ hai là có đường máu thấp có thể dưới 2,5 hay 2,8 mmol/L. Và cái điểm thứ ba là cái triệu chứng giả chúng ta nó sẽ hết đi mà đường máu tăng lên, thế là tam chứng huyết vẩn, cũng như là cái định nghĩa hạ huyết chung trên bệnh nhân không phải bệnh nhân đái được. Trên bệnh nhân đường thì nó có những điểm khác biệt về hạ huyết so với người không đái đường do rất nhiều yếu tố nó thay đổi về những cái đáp ứng về hormone vân vân đối kháng trên trên bệnh nhân đái đường, nó sẽ khác biệt so với đái đường, do đó định nghĩa hạ huyết trên người không đái đường nó sẽ khác. Đấy. Thì đây là cái định nghĩa mà được đưa ra mà được Hội đái đường Mỹ đưa ra năm 2005. Thì ta định nghĩa hạ huyết trên bệnh nhân đái đường được định nghĩa là tất cả các trường hợp nồng độ glucose huyết tương thấp bất thường mà có thể gây nguy hại cho bệnh nhân. Tức ở đây nó có thể là không có biến hướng xác định mà biến nó không có biến hướng nhất định nào đó nói là hạ huyết, nhưng nếu cái mức đấy nó gây ra có thể làm được gây nguy hiểm cho bệnh nhân, kể cả những cái hậu quả về về ví dụ như là về tai nạn lao động, ví dụ như tai nạn giao thông hay là những cái ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý vân vân, nó không có nguyên nhân nhất định. Bệnh nhân đái đường nó có thể xảy ra huyết ở những cái mức khác nhau vân vân.
và cái mức đường huyết ở đây nó cao hơn so với người không đã không được người không đáy được, tức là mức từ 3,9 mmol/L ở đây thì cái mức từ đưa ra bảo chí nó rất thì nghĩa khác nhau. Nói nghĩa ở cái chỗ là người ta đề một cái mức mà để gọi là mang tính chất dự phòng nên tránh, à, nên tránh chứ không để cái mức thấp ví dụ như 2,5 2,8 như người không đáy được. Nó có rất nhiều nghĩa khác nhau về thực tế. Thế thì đây là cái cơ chế đáp ứng sinh lý với hạ đường máu, đáp ứng sinh lý với hạ đường máu nhé. Chúng ta biết rằng là glucose trong máu là một cái hàm số sinh học cần duy trì ổn định. Vì glucose sẽ là một cái là cung cấp năng lượng cho các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là não. Não thì có thể là nói là sử dụng glucose bằng 90% tổng số mà năng lượng nó cần cho não. Có thể nói não là cái cơ quan mà sử dụng glucose, cái tỷ lệ dùng glucose này cao nhất, gần như hoàn toàn vào glucose máu ấy, gần như glucose cho nó rất quan trọng. Do đó anh glucose nồng độ glucose trong máu là cái hàm số sinh học, là cái cân bằng nội môi rất quan trọng cần duy trì đấy. Do đó trong cơ thể có những cái cơ chế mà giúp cho và tránh tình trạng hàn huyết quá mức đấy. Thì trong là khi mà đường máu trong máu cũng có một máu giảm xuống ấy thì sẽ cái đáp ứng có rất nhiều đáp ứng khác nhau. Thì thực ra cái dạng đáp ứng đầu tiên ở đây người ta thấy là gì, thấy là insulin sẽ giảm bài tiết hoặc là ngừng bài tiết hoàn toàn nếu đường máu xuống thấp. Và đồng thời và đồng thời khi máu insulin máu giảm xuống như vậy thì nó sẽ giảm, nó sẽ làm trong cái quá trình mà lý giải glycogen cũng như là tăng quá trình chúng ta glucose. Chúng ta biết là insulin nó sẽ ức chế cái quá trình lý giải glycogen và ức chế quá trình tận tạo glucose. Nhưng khi mà insulin giảm xuống thì nó sẽ làm tăng sản xuất của gan thông qua lý giải glycogen và thông qua tận tạo glucose. Một mặt khác, khi insulin đường máu giảm xuống thì nó sẽ kích hoạt kích thích tế bào alpha và tế bào cộng đồng. Và cộng đồng là gì? Nó có tác dụng đối kháng với insulin. Do đó nó cũng làm tăng đường máu chủ yếu thông qua cái quá trình kích thích lý giải glycogen và tạo glucose. Em cháu là có khoa dinh dưỡng, các bác có thể một mặt khác thì khi mà hạ đường máu ấy thì có thể nó cũng là những cái tế bào đặc biệt là vùng dưới đồi nó cũng có thể cảm nhận tình trạng đường máu thấp và nó có thể gửi tín hiệu để thông qua cái hệ thần kinh và thành đến các tế bào tiểu não tự như là làm giảm insulin và tăng bài tiết cùng cộng đồng. Tuy nhiên là tác dụng là thứ yếu thôi, còn tác dụng chính là cái tùy đây là nó tế bào alpha beta nó cảm nhận được cái nồng độ của máu và nó đáp ứng như vậy insulin sẽ ngừng bài tiết và tăng bài tiết cùng cộng đồng nha. Các tế bào này có cảm nhận nồng độ glucose trong máu và nó sẽ đáp ứng như vậy. Ngoài ra thì cái trung ương sẽ làm khi mà máu nó sẽ hoạt hóa cái hệ thống giao cảm thực thận. Hệ thống giao cảm thực thận ở đây và xung quanh hệ thống thần kinh giao cảm nó sẽ kích vùng và vỏ tuyến thực thận và tăng tiết epinephrine, tức là adrenaline đấy. Và cái adrenaline này thì nó cũng một mặt nó có rất nhiều tác dụng, nhất là nó cũng có thể adrenaline này nó cũng có tác dụng làm tăng lý giải glucogen và tăng tân tạo glucose. Một mặt khác nó cũng chế quá trình mà hấp thu glucose ở cơ vân vân và vào mỡ vào thận đấy thì nó cũng làm tăng lượng máu epinephrine. Nó có tác dụng tương tự như glucose như vậy, ngoài ra nó cũng chế vấn đề hấp thụ và tiêu thụ glucose ở cơ và các bộ khác như mỡ và thận. Ngoài ra ấy thì là một mặt khác thì hoạt hóa cái hệ thống giao cảm thực thận này nó sẽ kích thích bài tiết noradrenaline ở trong đầu mối thần kinh giao cảm đấy.
và dẫn đến các phản ứng như là gì, tim nhanh, chóng ngực, đẩy run tay đấy. Đấy. Ngoài ra thì còn đối với đối giao cảm thì làm tăng acetylcholine, dẫn đến là dẫn đến là tăng bài tiết mồ hôi, có thể vã mồ hôi và đói. Đây chính đây những cái hoạt hóa giao cảm thần và cái hệ thần kinh thực vật, dẫn đến gọi là các triệu chứng thần kinh giao cảm ấy, nơi đến sinh tồn. Và chính những cái triệu chứng thần kinh giao cảm này như là đói, nhịp tim nhanh, vã mồ hôi, nó giúp cho bệnh nhân nhận biết là có hại đường máu và bệnh nhân được khi đấy sẽ lấy thức ăn để ăn vào. Tất nhiên nếu trường hợp bệnh nhân hại đường nhẹ, bệnh nhân còn tỉnh táo. Đấy là cái đáp ứng bình thường. Như vậy thì rõ ràng là khi mà nói tóm lại thì khi hạ đường huyết thì có các đáp ứng sau: thứ nhất là giảm bài tiết oxy, thứ hai là tăng bài tiết glucose, ngoài quá hệ giao cảm tăng bài tiết adrenaline, đồng thời và hoàn hóa dung giao cảm và xuất hiện các triệu chứng về thần kinh giao cảm mà cơ thể nhận biết được, và giúp cơ thể giúp cho người bệnh biết để ăn ăn được ăn thức ăn vào để làm tăng đường máu lên. Thế còn các đáp ứng về hormone đây là cũng cuối cùng thì giúp đến là tăng sản xuất của gan đưa vào máu và giúp cho đường máu tăng lên. Thì đấy là cái cơ chế mà gọi là cơ chế đáp ứng khi mà có hại đường máu xảy ra ở người trong điều kiện sinh lý bình thường. Tuy nhiên là người đái tháo đường thì nó sẽ bị rối loạn ở các mức độ khác nhau hay ở các vị trí khác nhau. Và chúng ta sẽ xem sau đây. Ở ngoài ra thì nó ghi thêm một chút là cái quá trình mà hoạt hóa của APP thì nó còn có tác dụng cơ chế nữa, làm tăng các nguồn nguyên liệu để tăng sản xuất cơ tân tạo của cô, ví dụ tăng đi giải mỡ để tạo ra acid béo, rồi tăng đi giải tăng giải phóng các acid amin từ cơ để cung cấp nguyên liệu cho tân tạo của cô nữa. Thì bây giờ những cái đáp ứng về hormone và thần kinh giao cảm của hạn huyết ra thì nó diễn ra theo chỉ tiêu như nào, cái mức đường huyết như thế nào. Đấy. Đây là cái đáp ứng sinh lý với các mức đường huyết khác nhau. Nhắc lại đây là sinh lý ở người bình thường nhé. Còn người đái đường có thể là nó thay đổi, không giống như người bình thường đó. Thế thì đầu tiên là khi đường máu bắt đầu hạ xuống thấp, như ở cái mức là 4,4 đến 7, 4,7 mmol/L thì bắt đầu có anh xin sẽ ngừng tiết. Đấy. Anh ngừng tiết thì rõ ràng là cái tiêu thụ glucose, cái tiêu thụ glucose nó sẽ giảm đi. Đấy. Thì đây người ta gọi là hàng rào đầu tiên để bảo vệ hạ đường máu, đây gọi là hàng rào đầu tiên, gọi là hàng rào bảo vệ đầu tiên, tức là hạ insulin, tức là giảm insulin hoặc là ngừng insulin. Khi mà đường máu hạ xuống mức thấp hơn nữa, ví dụ 4,2 đến 4,4 mmol/L thì bắt đầu glucose tăng bài tiết, thì đương nhiên nó sẽ làm tăng cái glucose từ gan vào máu. Đấy, thì đây gọi là hàng rào bảo vệ thứ hai, cũng gây hại đường huyết. Thì đây nó cũng thuộc vào một cái là một cái yếu tố mà đối kháng hàng của cung máu quan trọng. Thứ ba là nếu đường máu tiếp tục hạ xuống thấp nữa, khoảng 3,9 mmol/L thì bắt đầu tăng bài tiết epinephrine từ vị thượng thận dưới kích thích của thần kinh giao cảm. Đấy, thì nó cũng làm tăng đường sản xuất đường máu hiệu ứng nhất lại, rồi nó cũng làm tăng sản xuất đường máu từ gan ra thôi, cơ bản như vậy. Và đây gọi là hàng rào bảo vệ thứ ba chống lại hạ đường huyết. Còn nếu tiếp tục đường huyết tiếp tục hạ thấp xuống nữa đến 3,6 hàng mmol/L thì nó sẽ tăng bài tiết cortisol và hormone tăng trưởng, thì nó cũng làm tăng sản xuất glucose và giảm cái thanh thải glucose. Đấy, thì cái này nó thực ra nó ít có tác dụng đối với hạ đường huyết đấy, và nó có tác dụng kéo dài, tác dụng chống nhiễm hạ đường máu kéo dài thôi, chứ nó không có tác dụng, nó bị nó tác dụng rất là chậm. Thì đã biết là cortisol là hormone tác dụng rất là chậm đúng không, ít nhất nó phải như kể chúng ta khi chúng ta tiêm corticoid tĩnh mạch thì thường phải 2 tiếng mới tác dụng, để tác dụng rất chậm nó có vai trò trong nhiễm hạ đường máu kéo dài, chứ nó ít có tác dụng đối với phản ứng đối với hạ đường huyết cấp. Cho là hàng rất quan trọng nhất là ba hàng rào này: ngừng bệnh insulin, tăng tiêu glucose và tăng epinephrine.
Tiếp theo là các triệu chứng thần kinh giao cảm xuất hiện khi mà đường máu hạ xuống mức vài một vài mạng ml. Đây chính là các triệu chứng mà đói vã mồ xuống tay chân đấy. Đấy thì là nó giúp cho cơ thể nhận biết được là có tình trạng hạ huyết. Còn khi đường máu hạ xuống thấp nữa dưới 2,8 đột thì bắt đầu có giảm ý thức, rối loạn ý thức ở các mức độ khác nhau. Đấy. Thì lúc ấy nó sẽ làm rối loạn các, nó làm tổn hại các cơ chế mà bảo vệ hành tinh. Lúc này là cái khả năng mà tự lý được tự khả năng đã bị rối loạn đấy. Thì đấy là cái trình tự đáp ứng sinh lý của cơ thể với cái mức đường huyết xảy ra nhá. Ở người không đáy đường trong điều kiện sinh lý. Tuy nhiên là cái gì? Lưu ý là cái gì? Trên bệnh đái đường cái phản ứng như là insulin và công ty có thể xảy ra ở ngưỡng cao hơn hoặc thấp hơn đấy, so với người không mắc đái đường, hoặc có thể là không xảy ra mà chúng ta được gọi là hạ đường huyết không nhận biết, là cái cơ, là gọi là cái cơ sở bệnh lý, cái cơ chế vi sinh của hạ đường huyết không nhận biết đấy. Nó có thể không xảy ra, nó không thể không đáp ứng, hoặc là đáp ứng giảm đi, hoặc là đáp ứng, hoặc là xuất hiện ở cái mức đường huyết cao hơn nhưng mà đa số ít thôi, mà đa số nó xảy ra ở cái mức đường máu thấp hơn nữa hoặc là không xảy ra. Từ hạ nữ không nhận biết đấy, đấy là cái cơ chế miễn dịch mà không nhận biết. Tức là người bình thường cái đáp ứng về hormone và các triệu chứng thì có thể xảy ra ở mức đường huyết thấp hơn hoặc không xảy ra, hoặc có thể xảy ra ở mức đường huyết cao hơn, khác biệt ít hơn. Thì đấy thì thế thì những cái nguyên nhân xảy ra bỏ hạ cục máu là gì? Thứ nhất là ở đây chính là của nó sư là nguyên nhân chính là mất cân bằng giữa yếu tố làm tăng đường huyết và yếu tố làm giảm đường huyết. Đấy. Thì thực ra yếu tố làm tăng đường huyết chủ yếu ở đây là vấn đề là chủ yếu là ăn đường ăn vào thôi. Thế rồi những các yếu tố mà như chúng ta bàn ở trên, một cái yếu tố mà đối kháng chúng ta cũng khi hạ nó xảy ra. Thế và cái yếu tố làm giảm đường máu. Khi mất cân bằng như vậy thì nó sẽ các yếu tố mà giảm máu như thế thì nó dẫn đến tình trạng hạ huyết. Thế thì các yếu tố làm tăng đường huyết ở đây thì chúng ta biết ở ngoài tăng ra thì các hormone điều hòa đối kháng chúng ta nói ở trên thì chủ yếu ở đây là vấn đề về glucagon và epinephrine. Đối với lại các hạ đường huyết cấp tính thì còn hạ huyết mạn tính kéo dài này vai trò cortisol và hormone tăng trưởng đó. Còn các yếu tố làm hạ đường huyết ở đây thì rất là nhiều, tuy nhiên là liên quan các thuốc điều trị rồi đặc biệt là insulin rồi. Thế rồi vấn đề tăng tiêu thụ năng lượng như là vận động đấy. Thì khi mất cân bằng thứ hai yếu tố này thì nó dẫn đến hạn kiệt. Thế thì bây giờ ở người bệnh đái đường các cái cơ chế sinh lý đáp ứng hạ huyết nó có thể bị tổn thương, nó có thể bị rối loạn đấy. Tức là cái cơ chế điều hòa glucose đối kháng ấy, với tình trạng đường máu thấp ấy, nó có thể bị rối loạn và nó nằm trong một cái hội chứng người ta gọi là suy chức năng tự động liên quan hạ đường huyết. Tức là khi hạ đường huyết xảy ra nhiều lần nó dẫn đến tình trạng gọi là suy chức năng tự động mà liên quan đến hạ đường huyết. Khi hạ đường huyết xảy ra nhiều lần nó sẽ dẫn đến tình trạng suy chức năng tự động, và khi tự động đấy có vai trò là để chống lại hạ huyết, nhưng mà khi hạ huyết xảy ra nhiều lần nó sẽ đến tình trạng suy chức năng tự động như vậy. Từ đây nó có cái gì, gồm có cái suy giảm điều hòa hormone điều hòa glucose đối kháng, tức là các hormone và làm tăng đường máu như ta đã nói ở trên đấy, tức là có một tăng lông cũng như là epinephrine, và đồng thời đấy là cái giờ rồi người ta tăng tăng nhưng ngoài ra ấy, thì nó có thể là mất cái đáp ứng tăng bài tiết insulin và mất cái đáp ứng tăng bài tiết của đường, tức là hai cái hàng rào bảo vệ quan trọng đầu tiên chống lại hạ huyết nó có thể bị tổn thương nha. Đấy, tổn thương thì chúng ta sẽ xem xong trong trường nào nó bị tổn thương, và thứ hai cái đáp ứng giao cảm tận tức là tăng bài tiết epinephrine các thứ đấy nó cũng bị tổn thương. Và đương nhiên trong trường hợp này nó dẫn đến cái tình trạng là suy giảm nhận biết hạ huyết. Đấy, là bệnh nhân không nhận, không có triệu chứng và cảnh báo mà bệnh nhân không nhận được ra tình trạng hạ đường huyết.
Thì bây giờ những cái trường hợp mà khiếm khuyết cái thuốc điều hòa đối kháng ở bệnh nhân đái đường thì nó xảy ra như thế nào? Đấy, ở những bệnh nhân đái đường khác nhau thì cái tình trạng mà suy giảm các hormone đối kháng, điều hòa đối kháng của cô nó xảy ra như nào? Thì đây có hai ba cái hormone chúng ta nói quan trọng nhất ở trên này, đáp ứng giảm insulin này, đáp ứng bài tiết tăng glucagon và đáp ứng bài tiết tăng endorphin. Đấy thì người bình thường rõ ràng khi hạ huyết thì nó sẽ giảm bài tiết insulin hoặc đường tăng bài tiết glucagon và tăng endorphin. Còn bệnh nhân đái đường thứ hai, bệnh nhân thứ hai thì nó cũng đáp ứng không gì khác biệt so với những người bình thường. Đấy. Thế nhưng mà người đái đường tiếp một thì tình trạng sẽ khác. Đấy. Thì chúng ta biết rằng cái gì, người bệnh đái đường tiếp một thì cái bài tiết insulin còn rất là ít đúng không, hoặc là không. Không đúng không, thì do đó thế là không còn đáp ứng nữa. Để giải thích cái này mọi người rất khó hiểu và tại sao nó không giảm đáp ứng. Thì cái bản chất là như này, khi mà như đáy đường tiếp một đi thì người ta sẽ phải dùng insulin ngoại sinh đúng không, do đó cái nồng độ insulin trong máu chủ yếu sẽ là insulin ngoại sinh và hấp thụ từ dưới da. Thế thì khi mà có hạ huyết thì đương nhiên cái insulin nó gửi đi ra nó vẫn tiếp tục hấp thụ thôi, bởi vì insulin, cái nguồn insulin trong máu chủ yếu là hấp thụ từ dưới da, còn insulin có từ tế bào beta hầu như không có hoặc rất ít, do đó nó hầu như không có cái đáp ứng giảm insulin đúng không. Có vẻ khó hiểu nhưng không phải giải thích như vậy. Và cái đáp ứng glucagon ấy nó cũng không tăng lên. Người ta thấy rằng là gì, bệnh nhân đấy là tiếp một theo thời gian thì nó cũng suy giảm cả bài tiết glucagon nữa. Đấy. Do cái cơ chế cho đến nay người ta còn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng người ta thấy rằng là có thể là vai trò của insulin khi bài tiết thì nó bài tiết vào ven và nó có thể tiếp xúc với vào alpha và có thể insulin đóng vai trò dinh dưỡng đối với tế bào alpha, vì không còn insulin nữa thì có thể tế bào alpha nó cũng bị suy giảm, tất nhiên cũng chưa hoàn toàn rõ ràng. Rồi đáp ứng của công nó cũng giảm đi và cái đáp ứng về insulin nó cũng giảm, nhưng mà nó giảm nhưng mà không giảm nhiều lắm, tức là cái giảm đáp ứng không không nhiều lắm, nhưng chủ yếu là của công thì giảm nhiều. Và cái điều thứ hai muộn cũng có tình trạng tương tự như đánh tiếp một khi mà bài tiết insulin suy giảm. Đấy. Nói tóm lại là khi bệnh nhân đánh được tiếp một và đánh tiếp hai muộn khi kỹ năng tế bào beta suy giảm nhiều thì nó sẽ thì không còn đáp ứng giảm insulin, không có đáp ứng tăng bài tiết glucagon và cái đáp ứng tăng bài tiết epinephrine thì nó giảm đi. Đấy. Thì đó là những cơ chế hormone đối kháng ở bệnh nhân đánh được tiếp một và đánh tiếp hai lâu năm thì nó bị suy giảm, và đây chính là nguyên nhân mà giảm cái đáp ứng với đi hàng huyết, nguy cơ huyết tăng lên cũng như là làm tăng nguy cơ mà gọi là hàng huyết không hiểu biết vì nó có cái giảm cái bài thì nó có giảm cái bài tiết epinephrine khi có hàng huyết. Ngoài ra các yếu tố nguy cơ của hàng cũng có máu là gì, thì các yếu tố nguy cơ chung ở đây thì những trường hợp nào mà dễ xảy ra hàng huyết thì nghĩa là liên quan đến các sai sót về ăn uống, ăn muộn hay là bỏ bữa ăn hay là ăn ít hơn so với bình thường, luyện tập thể lực đấy, dùng các thuốc tăng insulin máu, đương nhiên các thuốc đầu tiên là insulin rồi đến các thuốc kích thích bài tiết insulin như insulin phê đi, thế rồi dùng một số thuốc đặc biệt như trong đó có cả rượu nữa, ức chế sản xuất của gan, thế rồi tăng nhạy cảm insulin hoặc giảm thanh thải insulin trong nhiều trường hợp, ví dụ như là ví dụ như sau khi nhiễm trùng chẳng hạn, sau khi nhiễm trùng thì có nhiễm trùng có tình trạng tăng kháng insulin, bệnh chúng ta tăng liều insulin lên, khi nhiễm trùng hết anh nhạy cảm insulin tăng lên chúng ta không điều chỉnh liều giảm insulin có thể gây hại huyết, ví dụ các thanh thải insulin do các bệnh lý liên quan đến bệnh lý thận giảm thanh thải giảm phải giảm insulin, thì đấy là nguy cơ chung. Thế còn những nguy cơ hại về máu nặng thì nó có thể thêm các yếu tố khác, ví dụ như là tuổi hay là thời gian từ lúc phát hiện đái đường càng nhiều, rõ ràng đây nó liên quan đến suy giảm cái insulin và cơ đông nữa, kiểm soát được máu quá tích cực. Đấy, càng cố gắng đưa máu xuống thấp bao nhiêu thì nó càng cao, đặc biệt những người cũng như cao, những người cao tuổi, người mắc bệnh suy tim, bệnh thận vân vân, bệnh thận giai đoạn cuối, bệnh gan đương nhiên rồi, và không nhận biết hạ huyết cũng chính là một nguy cơ hạ huyết nặng nhá, chúng ta sẽ nói về sau. Suy chức năng thần kinh tự động liên quan đái đường ở đây là như trên đây nói ấy. Thì những trường hợp nào nó dẫn đến mà người càng tăng hay cái hạ đường huyết không nhận biết hay là suy giảm chức năng tự động liên quan nào, tuần trước chúng ta nói đó là khi trong giấc ngủ đang ngủ
hay đã có từng hạ đường máu trên đây. Tất cả các trường hợp hạ đường máu đều dẫn đến suy giảm nhận biết, hạ huyết, suy giảm cái chức năng tự động. Chúng ta sẽ xem cái cơ chế về sau. Và đặc biệt là đã có hạ đường máu nặng trước đó thì đây là nguy cơ rất là cao hạ huyết nặng. Hạ đường huyết nặng trước đó tức là bệnh nhân đã từng có tiền sử hạ huyết nặng thì cái nguy cơ hạ huyết nặng sau này rất là cao. Nếu mà bệnh nhân đã có tiền sử hạ huyết nặng thì trong tương lai thì nguy cơ hạ huyết cao, nguy cơ hạ huyết nặng rất là cao. Về mặt lâm sàng thì có như khi đã nói các triệu chứng của thần kinh chuyên phục đấy, run vã mồ hôi để lo lắng buồn nôn rồi chống được nhịp tim nhanh đói gì cả thì đấy là những cái triệu chứng thần kinh giao cảm mà nó xuất hiện ở cái mức đường máu cao hơn so với khi mà xảy ra các mức các triệu chứng thần kinh chủ cô ở vỏ não nha. Các triệu chứng này giúp cho người bệnh nhân biết được là có hạn huyết để đáp ứng lấy thức ăn để ăn. Thế còn khi mà đường máu thấp hơn nữa thì sẽ xảy ra thiếu uco ở tế bào thần kinh trung ương, tức là vỏ não, tế bào xám đấy, thì bắt đầu xảy ra các rối loạn về ý thức, nhẹ là khó tập trung, thay đổi hành vi, bệnh nhân có thể cáu gắt, vân vân, nhìn mờ, hoa mắt trong mắt, yếu mệt, nói khó, cái ngủ gà đú đấn, có thể co giật, đú đi có thể nhầm lẫn với cơ tâm kinh, thế nào hơn nữa là hôn mê. Thế mà khác thì cái triệu chứng này kinh vật nó có thể không có và cả hạ cục máu không nhận biết là biểu hiện của nhân biểu hiện của hạ cục máu không nhận biết và sẽ nói cụ thể hơn thì sau thì chính những cái triệu chứng thần kinh giao cảm này giúp cho cơ thể nhận biết được hạ huyết và cái mức đường máu nó còn chưa ảnh hưởng đến vấn đề các đến thần kinh trung ương nhé. Thế bên ngoài về cái mức độ hạ cơn hạ đường máu thì người ta phân độ ra hiện nay người ta phân độ ra ba cái mức độ mới nhất theo hội đồng ý mà bộ y tế lấy hướng dẫn này, tức là mức độ nhẹ, một mức độ nhẹ thì đường máu từ 3 ở thôn 3,9 và bệnh nhân hoàn toàn có thể tự xử lý được. Thế còn mức độ 2 mức độ vừa là đường máu dưới 3,0 nhưng có thể bệnh nhân xử lý được, nhưng bệnh nhân cũng có thể cần sự giúp của người khác. Thế còn mức độ nặng thì thường thường là đường máu dưới 3,0 và bệnh nhân không thể tự xử lý được, cần sự giúp của người khác, nhân viên y tế hoặc ở nhà. Thế là cái phân loại mức độ nặng. Thế còn cái phân loại khác mà thường trong trường trước đây người ta sử dụng, nó gồm một phân loại theo căn cứ vào các biểu hiện lâm sàng khác, thế rồi là có tính chất khác của hạ cục máu, là có thể phân loại ra là hạ cục máu có triệu chứng khi mà đường máu dưới 3,9 và có các triệu chứng giao cảm biểu hiện như tôi nói ở trên. Thế còn hạ cục máu không triệu chứng là khi mà có đường máu dưới 3,9 nhưng mà không có triệu chứng giao cảm gì đấy. Thế còn hạ đường máu nặng nghĩ là cái phần ở trên nói cho bệnh nhân phải cần trợ giúp của người khác để có thể thu để ăn được vào carbohydrate hoặc là tiêm phụ công hoặc tiêm glucô tĩnh mạch yếu xương. Thế còn hạ cục máu tương đối là cái gì ở đây, như lần trước đã nói rồi, tức là bệnh nhân đái tháo đường có thể có các triệu chứng của hạ huyết khi mà đường máu nó còn tương đối là khá là cao đấy. Đấy. Thì cái này nó cũng có thể xảy ra ở những bệnh nhân mà ở những bệnh nhân mà có tình trạng đường máu dao động rất là nhiều đấy, giống như khi bệnh nhân cao huyết áp thường xuyên thì đôi khi hạ huyết áp xuống đến mức mà ví dụ 140 có thể có bệnh nhân không làm được thì trong đái tháo đường cũng có tình trạng tương tự. Tức đôi khi đường máu mà chưa xuống đến cái mức 39 nhưng bệnh nhân đã có cái triệu chứng của hạ đường máu rồi. Đấy, ví dụ như thế. Và cái triệu chứng này nó cũng hết đi khi bệnh nhân ăn các món ăn vàng. Tức là cái đáp ứng về các giờ ra vào thịt nó xảy ra khi ở mức đường huyết còn cao. Đấy cũng là một biểu hiện bị ít giảm hơn. Thế còn là hạ đường máu có triệu chứng gần như chắc chắn thì bệnh này để bệnh nhân có cái triệu chứng hạ đường máu rồi, nên không làm xét nghiệm đường máu đâu. Thì đấy là một cái phân loại khác về hạ đường máu, nhưng mà cái đặc điểm khác của hạ máu. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến về cái khái niệm để gọi là khái niệm về hạ đường huyết không nhiễm không triệu chứng và suy giảm nhận biết, không nhận biết hạ đường huyết. Suy giảm nhận biết hạ đường huyết và không nhận biết hạ đường huyết thì theo một là mức độ khác nhau thôi, mức độ suy giảm, mức độ mất hoàn toàn cái khả năng nhận biết hạ đường huyết. Thế thì như vừa trên ta nói hạ đường huyết không nhiễm cái tình trạng đường huyết dưới 3,9 mà không có triệu chứng lâm sàng điển hình. Đấy. Thế còn không như nhận thì nó là tức là khi nào có đường máu nhưng mà không có triệu chứng thì có thể là
chưa thấy cái ngưỡng đáp ứng thì nó sẽ giải thích về sau. Thế còn không nhìn biết nào biết là cái gì thì hiện nay thực ra nó cũng chưa có hoàn toàn cái sự thống nhất về cái khái niệm này. Thế nhưng mà có thể có cái định nghĩa như sau. Thứ nhất là cái tình trạng mất khả năng nhận biết hạn nhất không có triệu chứng, tức là bệnh nhân không nhận biết hạn nhất vì không có các triệu chứng hạn nhất. Đấy, không nhận biết được, cái người bệnh không biết được là có hạn nhất. Thứ hai là một cái khái niệm định nghĩa thứ hai là sự khởi phát của các triệu chứng thiếu mô máu bỏng não nó xảy ra trước cái triệu chứng thần kinh giao cảm. Thông thường thì các triệu chứng thần kinh giao cảm xuất hiện trước, đúng không, ở mức đường huyết cao hơn, sau khi đó đường máu thấp hơn nữa thì nó mới xảy ra các triệu chứng thần kinh trung ương đấy, tức là rối loạn ý thức đấy. Nhưng mà trong trường hợp hạn không nhận biết đi, thì các triệu chứng ở vỏ não nó xuất hiện trước đấy, sau đó mới xuất hiện các triệu chứng thần kinh giao cảm. Tức là cái đáp ứng thần kinh giao cảm nó xuất hiện ở cái triệu chứng nó hoạt hóa ở cái đây, ở mức đường máu thấp hơn nữa, tức là đáng nhẽ nó phải phát hiện, nó phải xuất hiện sớm hơn nhưng nó lại xuất hiện muộn hơn. Thế một cái định nghĩa thứ ba mà tôi cho là nó có vẻ hợp lý nhất là cái gì? Hợp lý hơn, tức là cái tình trạng không có triệu chứng thần kinh giao cảm ở mức đường huyết mà thông thường xảy ra triệu chứng báo động. Nhờ người tác giả Dignes 2003. Tức là đáng nhẽ ở cái mức đấy là phải có triệu chứng thần kinh giao cảm xuất hiện, nhưng mà nó không xuất hiện. Và vì nó không xuất hiện cái triệu chứng thần kinh giao cảm như là đói, phát ngôn, tay chân, do đó người bệnh không nhận biết được. Đấy. Thì đây có lẽ là theo tôi là một cái định nghĩa mà có lẽ là hợp lý nhất. Thế thì chúng ta một cái sơ đồ đấy minh họa các tình trạng mà hạ đường huyết không triệu chứng và suy giảm nhận biết hạ đường huyết đấy. Cái đường màu xanh là không có triệu chứng, màu vàng đây là có triệu chứng tiêu cảm, và cái màu đỏ đây là thiếu uco vào não tương ứng với cái mức uco máu, tương ứng với uco máu ở đây tức là hạ thần kinh trở trung ương mà đường máu dưới 2,8, thế còn tiêu cảm khi đường máu thì trong khoảng từ 3,2 đến 7,8, thế còn không có triệu chứng khi đường máu từ 3,2 đến 3,9. Thế thì ở đây có rất nhiều trường hợp ra, có thể là máu nó hạ ở cái mức mà chưa đến khi mà xuất hiện cái triệu chứng thần kinh giao cảm, đúng không, chưa hoạt hóa cái thần kinh giao cảm, có thể đây là hạ đường huyết không triệu chứng thì cái mức đường huyết nó hạ nó nhẹ, nó không xuống đến dưới này. Trường thứ hai là nó không có triệu chứng và có cả triệu chứng thì có triệu chứng, bởi vì nó cái mức đường máu nó xuống thấp thì cái ngưỡng mà xuất hiện cái triệu chứng giao cảm. Đấy. Cái trường hợp thứ ba nữa là ở đây trường hợp thứ hai xin nói, trường hợp thứ hai đây là có xuống thấp nhưng mà không có triệu chứng thần kinh giao cảm. Từ đây cũng là một cái biểu hiện của về cái là gọi là cái cá quan hội chứng mà suy giảm chức năng thứ đó, là mặc dù đều biết dưới 3 và phẩy 2 nhưng mà cũng không có triệu chứng. Thế còn trường hợp này, trường hợp tiếp theo thì nó có xuống đường máu ở cái khoảng này và có triệu chứng à, nó xảy ra có triệu chứng giao cảm xảy ra nhé. Còn trường hợp tiếp theo nữa thì là nó có cái triệu chứng thần kinh giao cảm và có cả triệu chứng thần kinh trung ương thiếu ở Google ở trung ương đấy. Giờ này thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà làm sao ở đây nó hoàn toàn không có cái gì mà đường máu xuống ở cái mức 2,8, nó không có triệu chứng thần kinh nào cả, và bệnh nhân rơi thẳng vào cái tình trạng mà có cái triệu chứng của thần kinh trung ương đấy. Thì cái nguy hiểm ở đây nó là cái gì? Nguy hiểm ở đây là bệnh nhân E này, là khi đường máu xuống cái mức 3,2 này, đáng nhẽ thông thường các triệu chứng thần kinh giao cảm mà xảy ra để bệnh nhân nhận biết, nhưng mà nó suy giảm các hormone đối kháng và tiết epinephrine, nên một trong thành phần của suy giảm chức năng tự động viên hạ huyết, và bệnh nhân không hề có triệu chứng gì ở đây cả, từ màu xanh, và bệnh nhân không biết là có tình trạng đường máu thấp để bệnh nhân lấy thức ăn, và đường máu tiếp tục hạ xuống, bệnh nhân rơi thẳng ngay vào tình trạng gì, có một cô máu của não. Tức là khi không có triệu chứng báo động về thần kinh giao cảm, bệnh nhân không biết là có triệu chứng hạ huyết, không biết, và bệnh nhân bị rơi thẳng ngay vào tình trạng thiếu u cô máu vào não, thậm chí có thể hôn mê, tức là nó mất cái triệu chứng báo động thần kinh ở đây, bệnh nhân không nhận biết được nha. Thì đấy là cái trường hợp E như vậy. Thế còn trường hợp A đây là hạ đường huyết không triệu chứng nhưng mà đường huyết nó thấp, không triệu chứng,
Còn tất cả các trường có cái trường B này là có đường máu thấp nhưng bệnh nhân không có biểu hiện, cũng là một cái biểu hiện còn không nhận biết thải được máu thì đường máu xuống thấp nhưng không có triệu chứng thần kinh giao cảm. Thế còn trường hợp C trường hợp D này nó có triệu chứng thần kinh giao cảm và đường máu xuống dưới cái mức 2,3,2 tức là có triệu chứng nha. Như vậy thì để phân biệt thực ra cái nhận này nó cũng đôi khi rất nhầm lẫn với nhau và cũng chưa có cái tài liệu là nó phân biệt rõ hai cái khái niệm như này. Như tôi cảm nghĩ này về cái trường hợp hai cái không triệu chứng tức là cái gì, nó không có hạ bởi vì nó mức đường máu nó còn hạ nó thấp nhưng mà chưa đến cái ngưỡng xuất hiện các tác ứng thần kinh giao cảm. Đấy. Nhưng mà nó cũng có thể là có các triệu chứng không có hóa tự tư cảm nhưng mà những cái biểu hiện đấy mà bệnh nhân không nhận biết được như khi ngủ à, nó có triệu chứng như khi ngủ nhưng không biết thôi. Thế thôi. Đấy. Còn ngược lại chứ không không nhận biết là cái gì là thực hiện từ máu xuống nhưng nó không hoàn hóa cái hệ thống đấy, không hoàn hóa, không có triệu chứng. Đấy. Hoặc nó có hoàn hóa nhưng ở những cấp hơn nữa. Ví dụ đáng nhẽ nó phải xuất hiện khi mà đường máu xuống dưới 3,2 nhưng đây cũng khi nó xuống 2,8 nó mới xuất hiện. Đấy, các triệu chứng đấy thì lúc đấy bệnh nhân đã có dấu hiệu biểu hiện rối loạn ý thức rồi. Đó. Thì cái như vậy. Thế thì cái tỷ lệ hạ huyết nó có cái hạ huyết không được biết nó có nhiều hay không thì rõ ràng người ta thấy rằng là khi người ta biểu hiện khi mà người ta sử dụng các thiết bị mà theo dõi đường máu liên tục như CGM ngày nay thì thấy rằng cái tỷ lệ hạ huyết không triệu chứng này ở cái không nhận biết nó rất là cao, thực chất nó rất là cao. Ví dụ như trong một nghiên cứu gần đây tôi thấy rằng là cái gì có hơn 50% bệnh nhân có hạ huyết không triệu chứng mà chỉ được xác nhận bằng khi đo đường máu liên tục thôi. Và cái hạ đường huyết không triệu chứng về ban đêm thì có tỷ lệ cao hơn là cái tiết bột nó khoảng 80% so với bệnh nhân thứ hai là thấp hơn. Nên đây tiết bột bao giờ cũng nguy cơ hạ huyết cao hơn bao gồm cả hạ huyết không nhận biết đấy. Các nghiên cứu cho kết quả tương tự như vậy thì cho đây là một cái nghiên cứu thấy rằng là cái tỷ lệ mà hạ huyết ở bệnh nhân đáy tiết bột nó cũng cao hơn bệnh nhân đáy tiết hai không triệu chứng đấy, không triệu chứng như đáy tiết bột hạ huyết không triệu chứng là 62% bệnh nhân có hạ huyết không triệu chứng. Khi bệnh nhân đến thứ hai nó chỉ khoảng 46% thôi. Đấy. Nói chung đấy là tiết một nguy cơ nhất, kể cả nhận biết hay không nhận biết hay có triệu chứng đều cao hơn so với bệnh nhân thứ hai. Thì trong một nghiên cứu khác thì hạn không nhận biết nó là đấy tiết một thì nó có thể dao động khác nhau từ 19 đến 4% nó tùy thuộc vào cái đối tượng nghiên cứu nó bằng cái đường đâu ra hay không vân vân. Thì đấy thứ hai thì nó thấp hơn nó khoảng trong nghiên cứu nó khoảng từ 10 đến 17% như vậy. Tôi thấy là cái tình trạng mà nhắc lại ở trên tôi nhắc lại thôi, tức là đi không giao cảm thấy khi mà đường máu cũng bị hoàn toàn không giao cảm thấy và nó kích thích bài tiết noradrenaline này rồi là acetylcholine thì dẫn đến các triệu chứng như là nhịp tim nhanh rồi là chống ngực để run tay vân vân, thế rồi dị cảm vân vân, thế rồi các dấu hiệu vã mồ hôi đói, đấy là chính cái triệu chứng này nó giúp cho cơ thể người bệnh nhận biết được hại và lấy hạt vào. Nếu như mà cái hệ thống và cái thật này nó không đáp ứng thì bệnh nhân không có triệu chứng này mà bệnh nhân không nhận biết được thì đấy chính là bản chất của tình trạng không nhận biết hạn không biết đấy. Đó là cái suy giảm nhận biết không suy giảm nhận biết hạn của máu chính là cái suy giảm bản giao cảm bệnh thật bệnh nhân đấy được. Thì đây là cái ví dụ minh họa thôi, tức là cái phản ứng bài tiết adrenaline rồi là hay bài tiết acetylcholine dẫn đến run tay và mồ hôi nó xuất hiện ở cái mức trên 30 mg/dL. Thế còn cái mức mà rối loạn ý thức thì nó thấp hơn. Nhưng mà trong trường hợp mà huyết không nhận biết đi thì cái mức đáp ứng thần kinh bài tiết adrenaline mới như là acetylcholine tức là vã mồ hôi thì nó xuất hiện ở cái mức mà thấp hơn dưới 30 mg/dL thì khi đó nó đã có thể có các rối loạn thần kinh trung ương rồi. Tức là bệnh nhân không có cái cơ hội để nhận biết các triệu chứng này để xử lý. Những yếu tố nào mà có thể dẫn đến cái bệnh tình trạng suy giảm nhận biết hạn huyết? Có các cơn hạ đường huyết trước đó. Đấy. Bất kể có triệu chứng hay không triệu chứng đều làm giảm suy đều làm giảm suy đều làm giảm đều làm xuất hiện cái tình trạng suy giảm nhận biết hạn huyết. Bệnh lý thần kinh di động
Thế rồi uống rượu này, các thuốc ảnh hưởng đến nhận thức tốt, cái đa giao cảm, vận động thể lực, tuổi cao, ban đêm thì trong giấc ngủ. Đấy. Thì tất cả yếu tố này nó làm tăng nguy cơ nhận biết hạn biết. Thì các cửa hàng như trên đây làm khả năng đến điều hòa đối kháng ở người không có đáy được. Đây là một cái sự nghiên cứu thôi, người ta làm là người ta gây hạn huyết mà lần một thì người ta gây hạn huyết đường buổi sáng buổi chiều, thế còn lần thứ hai ấy, là gây hạn huyết buổi sáng thôi và duy trì đường huyết bình thường buổi chiều đấy, chứ còn ngày thứ hai ấy, thì người ta gây hạn huyết buổi sáng và người ta đánh giá cái đáp ứng của hạn huyết và bài tiết dịch đi thì người ta thấy rằng là cái gì trên biểu đồ là cái hình xanh là chỉ có hai cái buổi sáng thôi, còn đến buổi chiều bình thường thì còn cái đường màu, cái còn màu sáng này là sáng hôm sau cũng có hạ đường huyết nữa và có hạ đến buổi chiều hôm trước, tức là nếu có hạ đường huyết thì hai lần làm ra thì ta thấy rằng những người có hạ đường huyết hai lần ấy, thì cái đáp ứng mà bài tiết ấy, bài tiết APDV nó thấp hơn. Nói tóm lại là nếu có hạ đường huyết nhiều lần trước đó thì cái đáp ứng bài tiết APDV nó sẽ giảm đi kể cả những người bình thường nhá. Tức là có một cơn hạ huyết đó thì nó gây giảm đáp ứng APDV ở những lần hạ huyết tiếp theo, nó tóm lại như vậy, ngắn gọn nhưng phức tạp quá thì các anh chị cũng có hiểu. Thế một cái khác nữa là trên bệnh nhân ta thấy là người đái tháo đường ấy, bởi người ta so sánh với bệnh nhân đái đường tiếp 1 này, bệnh nhân đái đường thì ta so sánh bệnh nhân đái đường tiếp 1 mà còn nhận biết hạ huyết với cái người bệnh đái đường tiếp 1 mà có suy giảm nhận biết hạ huyết thì các thấy rằng là cái gì, cái cột màu xám cái cột đầu tiên đây là những người bình thường này, cái cột màu đen là tiếp theo này, bệnh nhân đái đường tiếp 1 mà còn có đáp ứng còn nhận biết hạ huyết, còn cái cột màu xám bên ngoài cùng là bệnh nhân mà tiếp 1 mà không nhận biết hạ huyết thì người ta thấy rằng là cái đáp ứng vùng đông này, đáp ứng bài tiết ADN này, đáp triệu chứng hạ huyết là tính theo điểm số cũng như bài tiết cortisol nó đều thấp hơn ở những bệnh nhân đái đường mà tiếp 1 mà không có nhận biết, tức là những người bệnh nhân đái đường tiếp 1 không nhận biết có giảm bài tiết cortisol, giảm bài tiết adrenaline và giảm cái triệu chứng về hạ huyết, triệu chứng về thần kinh về giao cảm đấy, nó tóm lại như vậy. Trên bệnh nhân đái đường tiếp 1 và giảm nhận biết hạ huyết thì có giảm đáp ứng bài tiết cortisol, giảm đáp ứng bài tiết adrenaline, giảm bài tiết cortisol và cái triệu chứng nó cũng hơn cái điểm số về triệu chứng hạ huyết. Được. Thế thì tại sao nó mới xảy ra cái tình trạng suy giảm nhận biết hạ huyết là như cái giảm đáp ứng giao cảm tinh thần, tại sao nó xảy ra sau khi có cơn hạ huyết? Thế thì người ta có rất nhiều cái giả thiết xảy ra, nhưng cái giả thiết mà có thể được công nhận nhiều hơn tức là cái gì, sự thích nghi của tế bào quảng não với tình trạng của cục máu thấp, tức là nếu trước đó có cơn hạ huyết xảy ra ấy, tế bào quảng não nó sẽ có cái cơ chế thích nghi để làm như kiểu để quen với cái trạng hạ đường máu này, thì những cái cơ chế nào diễn ra là về thay đổi chuyển hóa nó có thể tăng sử dụng các nguồn năng lượng khác ngoài glucose, ví dụ như là lactate, ví dụ như keto đấy. Thứ hai là nó có thể có cái tình trạng vận chuyển glucose vào não, có cơ chế thích nghi đấy, mà như vậy thì nó dẫn đến cái sự thay đổi cả glucose ở não, tức là cái nhân cảm của máu nó sẽ hạ thấp xuống ở não do các cơ chế thích nghi xảy ra, thì đấy là cái cơ chế mà người thừa nhận. Đấy. Nếu trước đó có cơ hạ huyết rồi thì não nó sẽ gì đáp ứng bằng các cơ chế khác, cơ chế mà sử dụng và các nguồn năng lượng khác, hoặc là nó sẽ vận chuyển glucose vào trong não và dẫn đến là não nó sẽ đáp ứng, nó thích nghi tốt hơn với tình trạng về máu thấp, và nó triệu chứng báo động nó chỉ xảy ra khi mà mức lượng máu thấp hơn so với trong điều kiện bình thường. Đấy. Ngoài ra thì các yếu tố khác mà dẫn đến vấn đề giảm và suy giảm nhận biết đó là giấc ngủ, thì ở đây nó có giảm hoạt tính thần kinh giao cảm, khi ta ngủ bao giờ nó có hoạt giảm hoạt tính thần kinh giao cảm, cho nó cái giảm đáp ứng adrenaline bao giờ cũng giảm đi, ta biết rằng khi ngủ thần kinh giao cảm sẽ bị giảm cái chịu lực và nó giảm cái khả năng thức dậy khi hạ đường huyết, giảm khả năng thức dậy khi hạ đường huyết, tức là cái báo động mà cái khả năng bệnh nhân thức dậy khi có hạ đường huyết nó bị giảm đi, hoạt động thể lực. Thứ hai, yếu tố thứ hai hoạt động thể lực,
nó sẽ làm mất cái khả năng giảm bài tiết insulin và khả năng tăng bài tiết glucose trong khi phân hồng người nha. Ở trong vòng ngay khi mình cho nó làm tăng cơ hàm huyết và không nhìn biết hàm huyết thì đấy là một cơ chế nữa khi mà hoạt động thể lực thì nó giảm cái đáp ứng giảm bài tiết insulin cũng như là giảm cái đáp ứng tăng bài tiết glucose. Thì cơ chế rõ ràng hiện nay cũng không rõ ràng. Thứ hai nó có thể tăng giải phóng các beta endorphin ở não đấy mà nó sẽ nên tăng giải phóng các cái insulin ở trong não mình, nhưng mà lại ngược lại thì giảm cái đáp ứng giao cảm ngoại vi mà có hạ đường huyết đấy. Các bạn ngoài cái hạ đường huyết đó này thì cái giấc ngủ có hạ đường huyết và hai yếu tố khác làm suy giảm nhận biết hạ đường huyết. Thì bây giờ cái vấn đề cái liên quan giữa hạ đường huyết, không nhận biết và cái vị trí thần kinh tự chủ do đáy đường như thế nào, vì nó là cái vị trí thần kinh tự chủ giao cảm thì nó cũng có thể dẫn đến là giảm cái đáp ứng thần kinh giao cảm theo cái suy luận của chúng ta đúng không? Thế thì cái nhận biết thật nhưng mà nó khác biệt là cái gì? Cái hạ đường huyết không nhận biết nó là suy giảm về mặt chức năng và nó có thể phục hồi. Thế còn nếu mà vị trí thần kinh tự chủ nó tổn thương thể và nó không hồi phục, Một mặt khác thì ba sự tương tác với hai yếu tố này, vị trí thần kinh tự chủ làm tăng nguy cơ hạ đường huyết không nhận biết. Đấy. Nhưng mặt khác ấy, hạ đường huyết này, thế rồi là dao động đường huyết thì nó gây tổn làm tăng nguy cơ tổn thương thần kinh giao cảm. Trong đó có cả thần. Đấy. Là hạ đường, nói tóm lại quay lại cái sơ đồ ban đầu về cái toàn là suy giảm chức năng tự chủ liên quan hạ đường huyết nhá. Thì và hạ đường huyết tái diễn và các yếu tố khác thì thấy rằng là nếu có hạ đường huyết xảy ra thì nó sẽ làm hạ đường huyết xảy ra thì nó dẫn đến cái tình trạng giảm cái đáp ứng giao cảm của chúng ta nói trên theo cơ chế khác nhau. Ngoài ra thì ngủ này hoặc là vận động trước đó nó cũng làm giảm cái đáp ứng về epinephrine, giảm cái đáp ứng thần kinh giao cảm và cuối cùng dẫn đến hạ đường huyết không nhận biết. Và hạ đường huyết không nhận biết thì nó lại một cái vòng luẩn quẩn tiếp theo, nó lại giảm cái đáp ứng của nhận biết hạ đường huyết như vậy. Thì nó tóm lại là cái gì, hạ đường huyết trước đó này, ngủ ngủ và hoạt động thể lực, đấy là cái yếu tố làm dẫn đến cái tăng tình trạng mà không nhận biết ở hạ đường huyết. Thông qua cơ chế nó giảm cái đáp ứng thần kinh giao cảm, chủ yếu là giảm đáp ứng cái bài tiết epinephrine, tức là bệnh nhân sẽ không nhận biết được các triệu chứng hạ đường huyết nữa. Thì các mức độ suy giảm nhận biết hạ đường huyết như nào, có thể là nhận biết nó tức là cái khả năng ở đây là cái nhận biết hạ đường huyết là nhận biết được các triệu chứng thần kinh giao cảm như đói quá, ngô run tay chân hay bài tiết chống ngực vân vân, thì nó là cái một cái đặc tính liên tục, tức là mức độ giảm từ nhiều đến ít đúng không, và như vậy thì người ta có thể chia ra mức độ bình thường suy giảm hoặc mất hoàn toàn. Tất nhiên cái này đều chỉ là tương đối thôi. Thì cái hậu quả của hạ đường huyết không nhận biết là như thế nào, thì thấy rằng là cái hạ đường huyết và kể cả hạ đường huyết không di chứng đó, tức là hạ đường huyết không di chứng tức là có thể những cái hạ đường huyết rất là nhẹ thôi, đấy có thể là chỉ dưới 3,9 một chút thôi mà trên 3 chẳng hạn, nó vẫn có thể làm gây đến hạ đường huyết không nhận biết, là hạ đường huyết không di chứng tức là mức hạ đường huyết rất nhẹ, ví dụ máu từ 3 đến 3,9 vẫn có thể dẫn đến cái suy giảm biến hạ đường huyết nhau, hạ đường huyết nhẹ không triệu chứng vẫn có thể làm tăng đến giảm biến hạ đường huyết, không nhận biết hạ đường huyết thì suy giảm biến có hậu quả gì, có liên quan đến 6 lần nguy cơ hạ đường huyết nặng, vì đó là chia rồi bệnh nhân mất trình báo động và bệnh nhân rơi thẳng vào tình trạng hạ đường huyết nặng, tức là thiếu glucose của vào não, sau đó có thể làm tăng khoảng 6 lần cái nguy cơ hạ đường huyết nặng, và nó giảm khác nhau. Thì trên người và thứ hai là trên người bị tiếp một thì so với người bệnh nhân không có suy giảm để biết đã biết, những cái bệnh nhân có suy giảm để biết đã biết có thể tăng 10 lần nguy cơ hạ huyết nặng, thế rồi tỷ lệ mắc cái cơn hạ huyết nặng nó sẽ cao hơn rất nhiều. Là hạ đường huyết không nhận biết là một nguy cơ của hạ huyết nặng, mà đương nhiên chúng ta hạ huyết nặng chúng ta biết những hậu quả rồi, có thể đến tử vong, có thể ảnh hưởng đến có thể khởi phát những cái rối loạn nhịp tim cấp của người tự tử thì vậy, thế rồi ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý, ảnh hưởng đến vấn đề tuân thủ điều trị vân vân, ta không nói thì có cơ hội nói đến nhiều cái hậu quả hạ đường huyết không nhận biết làm tăng nguy cơ hạ đường huyết nặng nhá, rồi hạ đường huyết không triệu chứng tăng nguy cơ hạ đường huyết không nhận biết, nói lại như vậy.
Thì các nhân cân nhận biết như nào thì người ta có rất nhiều các bộ câu hỏi khác nhau mà tôi không có thời gian chi tiết ở đây để người ta để nói đến đánh giá hàm huyết. Tôi đây là cái bộ câu hỏi của CLAP để người ta đánh giá cái nhận biết hàm huyết như nào, người ta có rất nhiều cái câu hỏi để người ta đánh giá xem là bệnh nhân có hàm huyết không, ví dụ như là không có các triệu chứng hàm huyết hay không, hay là thỉnh thoảng mới có các triệu chứng hàm huyết khi máu thấp. Tuy nhiên cái này với điều kiện bệnh nhân bị hạn, bệnh nhân phải có điều kiện thử đường máu nhiều lần đấy. Hoặc là khi làm bạn có mất một số triệu chứng mà trước kia đã xảy ra không, nhưng bây giờ nó không còn cái triệu chứng ấy nữa, ví dụ trước kia là hay có chóng mặt khi có hạ huyết, nhưng bây giờ khi hạ huyết nó không còn triệu chứng chóng mặt nữa, ví dụ như vậy. Thì đây là cái bộ câu hỏi rất là chi tiết đấy. Đấy. Thế thì bà nhờ những câu hỏi này người ta mới tính các tổng điểm, người ta đánh giá là chứng minh cơ hạ đấy. Thì bây giờ thì người ta có một cái thiết bị là theo dõi đường máu liên tục và người ta có thể phát hiện được cái cơn hạ huyết không triệu chứng cũng như cơn hạ huyết không nhận biết, tức là có đường máu thấp mà bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng. Thì đấy là cái phương và cái phương tiện mà rất có hữu ích hiện nay để đánh giá cái tình trạng hạ huyết không nhận biết như vậy. Thì một cái phương pháp khác mà để chẩn đoán hạ huyết không nhận biết mà chính xác hơn ấy, người ta có thể thử bằng người ta có thể và dùng được nhiều các phương pháp khác nhau, nhưng đa số cần một nhiều phương pháp đó chỉ sử dụng trong trong gọi là nghiên cứu thôi. Ví dụ người ta dùng cái kẹp insulin hạ huyết, tức là người ta chuyển insulin với một cái đồng độ duy trì được độ insulin ổn định trong máu và người ta dẫn đến gây ra hạ huyết, sau đó người ta xem là ở mức nào, mức đường máu nào thì có các triệu chứng hay không. Tất nhiên cái này chỉ trong nghiên cứu thôi. Trong cái bộ câu hỏi thì tôi đã nói chưa rồi, bộ câu hỏi có rất nhiều câu khác nhau, nhưng mà nó thực hiện cái bộ câu hỏi này nó đòi hỏi rất chi tiết, là mất nhiều câu hỏi. Thứ hai là bệnh nhân phải có điều kiện theo dõi đường huyết ở nhà thì mới đánh giá được, chứ không thì cái khả năng cái độ tin cậy của bộ câu hỏi không có ý nghĩa nếu như không có điều kiện thử máu ở nhà. Thế còn là hỏi những bệnh nhân, hỏi người nhà về các triệu chứng của bệnh nhân khi bệnh nhân có các triệu chứng hay không khi mình máu thấp, vân vân. Và lại mình như tôi nói ở trên đấy, theo dõi đường máu liên tục là một cái phương pháp rất là có độ chính xác cao để đánh giá được cái tình trạng hạn huyết không nhận biết, bởi vì nó có thể đo đường máu liên tục 1 phút một lần đấy, trong đấy. Và khi mà người ta kết hợp với bộ câu hỏi thì người ta hỏi bệnh nhân xem là có những triệu chứng xảy ra khi cái đường máu thấp hay không, thì đấy cũng là một cái phương pháp rất là có hiệu quả để đánh giá vấn đề suy giảm nhận biết hàm huyết. Phần cuối cùng là vấn đề chúng ta quản lý xử lý cái tình trạng hàm huyết không nhận biết như nào. Như ở phần trên đã nói, hàm huyết nhận biết là dẫn đến cái nguy cơ hàm huyết nặng rất là cao, là nguy cơ của hàm huyết nặng. Như vậy thì bây giờ để tránh cái hàm nhận biết hàm huyết thì người ta phải làm gì? Như ở phía trên đã nói rồi, hàm huyết là một cái tổn thương về mặt chức năng và cái khả năng nhận biết hàm huyết nó có thể phục hồi. Thì cái điểm cơ bản ở đây, để làm sao nó phục hồi khả năng nhận biết hàm huyết, thì cái điều quan trọng là người ta tránh hàm huyết trong vòng một thời gian, khả năng nhận biết hàm huyết nó sẽ quay trở lại. Cơ bản đấy, thực chất đó là cái gì? Biện pháp chúng ta như này để làm sao giúp bệnh nhân không bị hàn huyết một thời gian, thì khả năng nhận biết hàn huyết nó sẽ hồi phục. Đây là rất nhiều các biện pháp khác nhau để làm sao mà giúp bệnh nhân không bị hàn huyết trong một thời gian, trong 1-2 tuần hàn, thì khả năng nhận biết hàn huyết nó sẽ phục trở lại. Thì bao gồm vấn đề theo dõi đường máu liên tục, kể cả ban đêm hoặc là những lúc mà nghi ngờ có hàn huyết để ta xác định xem bệnh nhân hay bị hàn huyết nào không. Thế rồi cái mục tiêu có thể đặt lại, có thể nâng cao lên được ạ, những cái này có thể nới rộng mục tiêu ra, đặt cái mục tiêu nó ít chặt chẽ hơn đấy, nâng cái mục tiêu lên để anh xuyên để sử dụng các loại anh xuyên mà nó nguy cơ hàng nhất. Ví dụ này anh xuyên đang là lớp thế hệ mới, cả anh xuyên nền đến anh xuyên nhanh đấy. Một số trường hợp những người có nguy cơ hàng rất cao là bị bệnh đái tháo đường, đôi khi mà chúng ta nếu có điều kiện để chuyển sang dùng anh xuyên nền analog thế hệ mới hoặc insulin nhanh analog để cho nó giảm cái nguy cơ hạ huyết đi. Đấy.
Và nếu chị cũng được mà team machine dưới da thì tôi cũng được, nếu có điều kiện cũng làm việc phá rất nhiều hiệu để có thể chấp nhận cái hạ được biết. Thế còn chế độ ăn cũng phải áp dụng các biện pháp để đảm bảo cho làm sao mà tránh cái hạ được biết đấy, đặc biệt là liên quan đến vấn đề luyện tập nhá, đặc biệt liên quan đến vấn đề luyện tập. Ngoài ra thì có trường hợp bệnh nhân mà hạ đường huyết mà giữ các bữa ăn thì cũng phải có cân nhắc các bữa ăn phụ. Bệnh nhân hạ đường huyết và đi nhiều cũng phải cân nhắc cái bữa ăn phụ trước khi đi ngủ. Vậy thì có trường hợp luyện tập thì cũng phải có thể phải theo dõi đường máu trước, trong và sau, và đồng thời có thể cần phải ăn thêm carbohydrate luyện tập đấy, và có thể phải cái đấy là các biện pháp để phòng tránh hạ huyết. Và vấn đề nữa là vấn đề cũng như vậy là tức là phải nhận biết được các triệu chứng mà kín đáo với hạ huyết, tức là phải hỏi bệnh nhân rất là kỹ về các triệu chứng hạ huyết có thể xảy ra, những triệu chứng có thể rất mờ nhạt, có thể nhận nhầm với các triệu chứng khác, ví dụ như chỉ hoa mắt, chóng mặt nhẹ vân vân, thì phải giáo dục bệnh nhân để bệnh nhân nhận biết được cái triệu chứng đấy, tức là cũng một có thể thử được máu luôn trong thời gian đấy, tức là nhận biết các triệu chứng hạ huyết không điển hình hay triệu chứng hạ huyết kín đáo mờ nhạt thì giúp cho phát hiện cái hạ huyết tốt hơn. Thì đấy, nói tóm lại thì cái chiến lược để mà quản lý hay là để các trường hợp mà hạ huyết máu không nhận biết, tức là gì, tránh hạ huyết trong một khoảng thời gian để cái khả năng nhận biết nó hồi phục. Đấy là cái bài nội dung của cái bài ngày hôm nay. Thế nói lại tóm tắt bài trình bày của tôi về chủ đề này, có một số nhận xét sau. Hạ huyết không triệu chứng và suy giảm cái hạ huyết đấy, hay hạ huyết không không nhận biết hạ huyết đấy, thường gặp ở bệnh nhân đái đường tiếp 1, đặc biệt là bệnh nhân đái đường tiếp 1 và lại bệnh nhân đái đường tiếp 2 điều trị suy nhá, nó suy giảm các cơ chế đáp ứng hạ đường máu. Để suy giảm nhận biết hạ huyết là nguy cơ cao của hạ huyết nặng, những người có suy giảm nhận biết hạ huyết thì rất dễ bị hạ huyết nặng. Thứ hai là cái suy chẩn đoán suy giảm nhận biết hạ huyết thì có thể tiến hành bằng một câu hỏi và kết hợp với cái tự theo dõi đường máu, và nếu tốt hơn nữa là theo dõi đường máu liên tục. Và cuối cùng thì vấn đề tránh bệnh nhân hạ huyết trong một khoảng thời gian thì là giúp cho hồi phục cái tình trạng nhận biết hạ huyết đấy, thông qua vấn đề tăng cường giáo dục bệnh nhân, điều chỉnh chế độ điều trị cho nó phù hợp và tự theo dõi đường máu đấy, thì đấy các biện pháp mà giúp phòng tránh hạ huyết để là hồi phục cái khả năng nhận biết hạ huyết. Thì tôi kết thúc cái bài trình bày đây.